thầy cùng các bạn cả lớp ngày hôm nay lời chúc sức khỏe. Gia đình chào. Trân trọng nhất. Bây giờ mọi người sẽ lập thành ba hàng dọc. Mỗi hàng dọc có 7 người. Ba vậy. Dọc thì bên kia. Mấy dọc nhé. Ba. Ba hàng dọc. Mỗi hàng 7 người thôi. Phan ở đâu Phan? Đang đi. Trong bảy này trong phân chơi. Mỗi câu hỏi đây là ba đồ chơi nha. Mỗi câu hỏi thì mỗi đầu sẽ có một người chơi, một người trả lời câu hỏi. Ví dụ như câu hỏi đầu tiên thì sẽ là hàng đầu tiên này. Dạ, ba người mỗi đầu này. Đó, thì ai trả lời đúng á, người đó sẽ ngồi xuống. Và sẽ tới câu hỏi tiếp theo. Nghe chưa? Ví dụ như câu đầu tiên từ câu là đúng không? Thì nó sẽ ngồi xuống và câu tiếp theo là sẽ rất là Hòa, Hùng Hệ và Hùng Giang. Đó, thì đầu nào có số người ngồi xuống trước. Ví dụ như câu đầu tiên từ trả lời đúng thì hai hàng này thì đội ngồi xuống, hai hàng này ngồi xuống đứng lên. Đó là không được nhắc nha, mình sẽ không được nhắc. Ai nhắc là đầu đó sẽ quyền trong cả. Bây giờ mình sẽ em chưa cho trống này. Mỗi câu một người trả lời thôi nha, không có nhắc nha. Mình đến với câu hỏi đầu tiên. Nhắc tao nha. Câu hỏi đầu tiên từ Huệ và Dân, sẵn sàng. Rồi có lên. Tại sao khi bắn súng người ta phải nhắm một mắt mới bắn trúng được? Tại vì nhắm hai mắt không nhìn thấy. Không nợ phía trước được. Không được nha. Hoa hậu. Trong 5 giây. Trong 5 giây kể ra ba đứa lớn mình tên anh. Chồng của một quả phụ có được cưới em gái của bà đó hay không? Chồng của đi đi một đi chị gái. Phụ nữ ra chợ thường mặc gì? Tiếp theo, làm thế nào để một con cua chín chân?
Nấu. Mà là số lượng nha mọi người. Chính là đây là tính chất. Cao sẽ được ngồi xuống hai người. Đây là một câu hỏi đặt cược nha. Sẽ là đội nào mà có cược số lượng cao nhất là đội đó sẽ được quyền trả lời. Ví dụ đặt cược hết luôn. Mỗi đội sẽ cược, ví dụ như đội hòa cược bao nhiêu, bao nhiêu người á, mà nếu cao hơn thì đội này giành quyền trả lời. Trả lời sai thì sao? Trả lời sai thì sao? À vậy. Nếu không có đội nào cao hơn thì đội đó giành quyền trả lời. Trả lời sai như là sai thì đội còn lại trả lời chứ. Tăng
Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp. Phú Nhuận. Ủa vậy là 7? Vậy là 7? Không có Thủ Đức. Chưa có Bình Chánh. Thủ Đức ở đây thành phố. Một cơn mưa đi qua thì để lại điều gì? Nhìn sớm hết đánh rồi. Điền tiếp vào chỗ chấm.
để hoàn thành một câu nói quen thuộc. Hột vịt lộn, hột vịt giữa, trứng cút lộn, bắp xào, chấm chấm chấm. Okay.
hai chợ Bến Thành có tên gọi khác là gì? Chứ tội lớn. Bùng bến chợ Bến Thành.